Hello, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Trời ơi, cần cờ nó ghét nó chửi mà cứ lú mặt lên hoài. Nó chửi Út là con quỷ già, thánh thần ơi, cái mặt tôi hú hồn chim én gì mà dám chửi tôi quỷ già. Nó nói tôi là Út là nhiều chuyện, nó dốc nói láo, nó dốc láo vô dình nghe chi mấy mẹ hả? Biết người ta nói dốc vô nghe làm gì? Một khoái nó dốc hả? Phải nghe nó dốc hả? Ừ, vậy cái clip trước thì Út nói là trước khi vào câu chuyện Út nói clip trước ăn Hà Mã nó kêu là nhanh tay lên, nhanh tay lên, nhanh tay lên, đây là cơ hội lần cuối chụp hình với dê, nhanh lên nhanh lên nhanh lên cho những người nhanh nhất đây. Bây giờ Út mà lết cả hãy cả hãy giờ tới ngày mai vẫn còn vé tin không? Bây giờ mình lết 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 là bò 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 luôn cũng còn vé nữa mà kêu nhanh lên thì có người vô bình luận sao cả nhà, nói là tại vì ghe sắp đi xa rồi, Gia sắp ở tù rồi nên là bây nên là cái cơ hội lần cuối cùng chụp hình với Gia, nếu mà ai không nhanh tay lên là không bao giờ có cơ hội chụp với Gia, tại nó sắp đi xa đi mãi không về, với cái án sao kê là nó đi luôn nó không có về đó, nó đi mà ngàn dặm ngàn mà không có ngày về đó, không có vé khứ hồi cho cuộc đời của nó đó. Nên Hà Mã kêu nhanh lên chậm tay là hết nha, cơ hội chụp hình với Gia đây. Còn có người vô bình luận sao cả nhà, thôi không dám chụp hình, không không dám chụp hình với ghe đâu, sợ gãy chân giống ông Đàm Vĩnh Hưng. Ông Đàm Vĩnh Hưng ổng xui cái nhà, ổng xui biết sao không? Ăn ghe lên chụp hình nó tặng ổng có bao bông mà cái ổng qua bên Mỹ cái ổng té lội băng họng ổng xong ổng về cái ổng trời xui đất khiến ổng đeo huy hiệu lạ cái bị phạt cấm hát 9 tháng. Trời ơi ghe ơi ghe, sao mày báo vừa vừa mày báo dữ vậy ghe, mày báo cha báo mẹ mày báo cậu thôi, mày báo Hồng Loan mày báo luôn cộng đồng mạng mày báo luôn những người khác nữa, bởi nói rồi ai mà chụp hình với ghe ha, bây giờ tới Tết mà có làm ăn nổi tôi thua luôn, giờ tới Tết mà không te tua tơ tả như tàu lá chuối mà bị gió mà thổi tựa như cái lược vậy đó à. Đúng không? Nên ghe sắp đi xa nên Hà Mã nó kêu nhanh lên đây là cơ hội cuối cùng đấy, nhanh lên giờ tao lết lết rồi hãy 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 từ 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 nó cũng còn vé nữa. Sao nói ngồi mà bán 100 vé mà bán được 60 vé mà trong kia cô tiên ủng hộ hết 20 vé rồi đó, giờ không biết còn 40 vé kia chắc mấy đứa Tam Sơn quay xe đỡ ủng hộ đúng không, còn 40 vé trời ơi sao nói ngôi gì có 100 vé bán hoài không hết, thua ở ngôi sao miệt vườn của anh Phương Dừa nữa. Mấy người mà thi ngôi sao miệt vườn hát như vậy đó không có nói ngôi nói gì mà hát mà coi quá trời coi luôn, còn sao nói ngôi mà bán 100 vé bán hoài không hết, năn nỉ thì đều lại tự nhiên hát mà lại lên không ai mua hết trơn, nhanh lên cơ hội chụp hình đây, ta lết ta bò 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 từ từ vẫn còn vé nguyên. Rồi vô câu chuyện ở nhà, câu chuyện sốc nha, tin nóng nha, tin nóng nha, tin này hơi bị sốc nha cả nhà. Anh Hoàng Nhân đã lên xin lỗi anh nói anh sai anh có lỗi. Hồi xưa cái nhà Út rất là thích cái kinh Hoàng Nhân này, tại vì bảo vệ chị Nguyễn Phương Hằng đó, rồi nói chuyện rất là có lý lẽ, rất là có logic và rất là có ăn học. Út rất là phải xem hằng như là một ngày Út xem mấy mấy lần của clip này luôn, của cái kinh này luôn. Nhưng mà sao đến cái drama này nó lạ quá, nó lạ quá cái nhà, nó đi ngược hướng lại những gì mà lúc trước mình tôn kính và mình ủng hộ ảnh, mà bây giờ ảnh đi ngược lại hết. Nhưng mà ngày hôm nay ảnh đã lên tiếng xin lỗi, ảnh nói ảnh sai ảnh có lỗi thì xin lỗi, đúng anh sai có lỗi anh xin lỗi thì cộng đồng mạng có thể bỏ qua cho anh, nhưng mà theo dõi sắp tới coi cái động thái anh như thế nào. Giờ tôi hỏi anh nè, anh đi chung kim luồng chỉ là góc nhỏ góc to gì đó mà giờ anh xin lỗi rồi rồi kim luồng chỉ góc nhỏ góc to có đập bàn nữa không, có đập bàn đập ghế chỉ chỏ vô mặt Hồng Loan nói người ta cướp nhà cướp cửa chửi là con vô ơn này con vô ơn kia còn không hả? Anh xin lỗi mà đồng đội anh không xin lỗi, vậy giờ anh với đồng đội anh có thuận thảo không hả? Anh với đồng đội anh có thuận thảo không, trong khi anh với góc nhỏ góc lớn gì với con kim đường chỉ là Tam Sơn thám tử mặt trời mù với trai khách sạn là Tam Sơn, còn ba người của anh là Tam Sơn, mà bây giờ anh biết sai rồi, anh biết quay đầu là bờ rồi, anh biết cái nào đúng cái nào sai. Sau khi mà anh nghe những cái clip mà thô tục văn tục dâm tặc của con bông hậu đó thì anh đã biết mình sai rồi cả nhà, đã biết mình sai, anh đã lên xin lỗi Hồng Loan và Ni và fan của Hồng Loan Ni luôn, không biết lời xin lỗi
lỗi này là xuất phát từ cõi lòng hay là lời xin lỗi để cái gì đó không biết, nhưng mà anh đã có lời xin lỗi rồi. Thì nhưng mà tôi thắc mắc là anh đi chung con kim luồng chỉ với gốc lớn gốc nhỏ gì đó, thì bây giờ anh với người hai người đó có thuận thảo không, khi anh đã ngược hướng xin lỗi còn hai người đó tiếp tục lên công kích chửi rủa chà đạp Hồng Loan và Ni, đập bàn đập ghế chỉ chở vô mặt Hồng Loan vậy, liệu cái nhóm của anh nó có ổn không hả? Hỏi thiệt có ổn không, hỏi thiệt không? Cái con kim đường chỉ cái đầu vô con sọ khỉ nhảy cờ dưng lên nè, nói mày ăn cướp mày, ê không biết làm què người ta đâu hả? Quỷ tướng như cái bé này, tướng tán vài tán cái xây anten như con dế mà chuẩn bị đá mà quay vậy, mày nhảy dưng lên cái đầu cái y con khỉ luôn, y con khỉ. Cái nhà nghiền nhìn cái đầu sọ khỉ sao là cái đầu con kim đường chỉ cho vậy, nhảy dựng mặt mày thì hung tợn nhảy cờ dựng làm gì thử không lo, làm thử thôi, làm gãi đít nữa hả, làm gì làm thử thôi, vô tới nhà nó làm thử thôi, đụng được cộng lông nó không mà làm thử thôi. Trời ơi, thấy con ta bán hàng ủng hộ nhiều quá, còn mình bán ế lên nhảy dựng lại như kiến diện hay kiến vàng thì chui vô trong ngã ba đường vậy. Trời ơi, nhảy dựng ghê dữ ta, sợ chị đại hả, chị đại hay gì? Trời ơi, quỷ thần ơi, ngán quá. Mang danh chính nghĩa mà khi lúc nào cũng nói là mình là chính nghĩa, con kim đường chỉ đó với gốc nhỏ gốc lớn đó lúc nào cũng nói mình là chính nghĩa, nhưng mà khi mà đồng đội gặp nạn á im giống như nín địch á, im giống như là bị bệnh chỉ thời kỳ cuối vậy đó, im luôn, không có dám hó hé luôn. Mà khi đồng đội thoát nạn nhảy lên ăn mừng, vậy là bảo vệ dở chưa, vậy là đồng đội dữ chưa, thấy hơi bị dữ rồi đó. Đó, đồng đội thoát nạn cái bám vô ăn, vậy là chính nghĩa dữ chưa hả? Chính nghĩa hay là chính giữa hay là chính tiền hay là cái chính gì? Đừng bao giờ mà nói từ chính nghĩa, nó nhục nhã vậy đó, anh ô uế từ chính nghĩa đó. Chính nghĩa là người ta một cái gì đó mà ngay thẳng một đường mà đi, chính nghĩa gì mà cà quẹ giống như mấy người sai vụ vậy mà chính nghĩa hả? Như bên đây nè, dù Ni có bị gì anh em vẫn yêu thương trông đỡ và luôn bảo vệ Ni. Còn bến lãnh chúa gặp nạn cái em im ve không có thở, không dám thở nữa, cái vừa thoát nạn cái nhảy lên ăn mừng bà con ơi, ăn mừng gì vậy, ăn mừng gì vậy? Dù án nhỏ án to muôn đời le lu lu là muôn đời, vẫn bị là cộng đồng mạng chửi rủa, vẫn bị cộng đồng mạng lên án và tẩy chay, khỏi có thoát đường nào. Bị cộng đồng mạng tẩy chay nó còn khủng khiếp hơn cái án nữa, nó nói thiệt luôn, án chung về còn cộng đồng mạng tẩy chay là tẩy chay suốt đời luôn, phong sát toàn tập luôn, từ nghệ thuật, từ kinh doanh toàn tập luôn, sống đường nào mà mừng gì vậy? Mừng từ nay ăn bám hả? Kim đường chỉ hả, con chỉ, con kim chỉ hả, ăn mừng hả, ăn mừng là từ nay có người để bám vô hả? Thánh thần ơi, đồng đội bị gì cái xóa sạch bài hết em ve cái bây giờ cái lên mà ăn mừng chửi vu khống rồi xóa bài hết, vu khống Hồng Loan này kia. Giờ khi Ni bị gặp nạn vu khống Ni lên chửi Ni, khi Ni được trắng án cái nhảy lên xóa bài hết trơn, vậy là chính nghĩa dữ chưa hả, anh hùng dữ chưa, chị đại dữ chưa hả? Cái mồm cái miệng quá trời, cái mồm hơn cái ống lo làng nữa, hơn ống lo làng nữa, nhảy dựng trời ơi ghê quá, sợ quá, một giọng là bay tới nước ngoài luôn, ở nhảy dựng. Tại Hồng Loan nó hiền, nó ăn hiếp đó. Tao ăn hiếp đi thấy cảnh đi bảo vệ cho một kẻ vô văn hóa danh đảng xúc phạm quốc ca, xúc phạm tổ quốc ghi công, ăn hiếp người già, coi thường người nghèo đó. Những người làm như vậy cái lương tâm mình tối, có nghe những hồn thiên trong núi, những người nằm xuống kêu gọi đang giũa mình không hả, ám ảnh mình không, đi ủng hộ một cái con bông le thô thiển trên mạng xã hội. Một chút Út nói vấn đề con nói cả nhà, làm những trò ố về lừa khán giả, mị dân lùa gà đó, lùa gà. Giờ còn cái nhục nào không hả, còn cái nhục nào mà chịu nổi không hả, còn lên nói đạo lý nữa, sống hợp lý đi, thì nói đạo lý nha, làm bóng gió chờ mây. Đó là tôi mới thấy cuộc đời tôi, giờ tôi mệt mới thấy kiểu như bóng lấy hoa hậu lấy bóng. Trời đất ơi, thánh thần ơi, bán thuốc giảm cân mà có bầu uống thuốc giảm cân, bán thuốc giảm cân uống càng ngày giống như con trâu sình mà giảm cân. Thánh thần ơi, giờ mệt mỏi quá. Nghệ sĩ ưu tú giữa chén, nghệ sĩ ưu tú pha sữa, nghệ sĩ ưu tú hử địch. Trời ơi trời, sao cái cuộc đời này càng ngày nó càng lạ, nó càng ngày nó biến tướng biến hình ngộ cái là. Vậy là anh Hoàng Nhân đã xin lỗi rồi cả nhà, thì chúng ta không dội
kết luận là lời xin lỗi này là thật hay là giả, nhưng để coi động thái sắp tới của anh này như thế nào. Thì nếu mà ảnh tốt thì cộng đồng mạng sẽ đón nhận thôi. Tại vì lúc trước chắc ảnh chưa nghe những cái đoạn nguy giéo của con bông le le này, nó thô tục hay là nó văn tục gì đó. Thì sắp tới để coi sao, chứ giờ mình không biết đó là giả là thật không biết. Nhưng mà đã có lời xin lỗi, anh đã dám đứng lên xin lỗi Hồng Loan Ni và fan là coi như là cũng chắc cũng biết lỗi rồi đó. Chứ anh cũng lớn tuổi rồi mà lên xin lỗi vậy chắc cũng nghĩ cũng biết lỗi rồi đó. Để động thái tiếp theo mình coi cái lời xin lỗi nó có thật hay không là sắp tới biết liền. Rồi. Bệnh là trời, bệnh quá trời, chửi tôi nó nghiệp bật bệnh tại đeo vàng nhiều quá nặng bệnh. Làm rồi Út nói đến đề con của chị bông đe le đi, chịu không nổi áp lực của dư luận, đã đi nước ngoài sinh sống cả nhà, đã đi nước ngoài sinh sống. Chị bông đe le mới đăng lên dòng trạng thái hung chân hửi chân con, làm này làm kia đủ thứ, cộng đồng mạng vô bình luận thương con quá, làm như mình có con, làm chuyện lố ố về, hung chân hung cẳng con, cũng quay phim đăng lên, đi làm từ thiện cũng đăng lên, cái làm đi cũng đăng lên, vài bữa chắc đi ị cũng đăng lên luôn quá. Đã phe nấm rơm, phe sò lông đùm lum la, vài bữa chắc đi ị đăng lên luôn á. Cậu con mình thương để trong lòng, đâu tối ngày cái ra rã trên mạng là tôi thương con, tôi quý con tôi là nhất này kia, mà tối ngày cái đưa chai hàng đầu, anh quan trọng và con, tại sao không hỏi là con quan trọng, con các con quan trọng và anh, mà để anh quan trọng và các con, vậy mình mê trai hơn hàng đầu con rồi, vậy mình thương con dữ chưa bông, thương con dữ chưa, người mẹ nào thương con chó là mới đẻ cả, ai đụng con đi nó dí cắn thấy bà luôn, đừng nói con người. Mình thương con thì mình làm cái gì đó để cho con nó vinh hạnh. Còn mình thương con mà tối ngày mình lên mạng xã hội, mình kiếm sóng gió ba đào, mình kiếm những nỗi ố về vô văn hóa tục tiểu dâm tặc, mình xúc phạm quốc ca, xúc phạm tổ quốc ghi công, ăn hiếp người già, coi thường người nghèo, đem con mình ra so sánh với người ta, con người ta không bằng gót chân con mình, không biết gót chân con mình cỡ nào. Làm như vậy vô tình làm cho cộng đồng mạng giũa xả con mình, cộng đồng mạng chửi con mình, con mình là cái gì mà hả con người ta không bằng gót chân của mình, con mình giàu có cũng máu đỡ da vàng, con người ta nghèo cũng máu đỡ da vàng, cũng là một tính mạng một con người, cũng ngang nhau, không có gì mà nói là bằng gót chân con mình. Làm vậy vô tình là cộng đồng mạng ghét con nó, chửi giũa con nó nhiều hơn cái thương con mẹ gì. Tối ngày mẹ gì ngộ, tối ngày cái làm chuyện nhục nhã cho con, giờ có chuyện gì cái đem tính mạng con mình ra thề thốt, đem con mình ra làm bia đỡ đạn, quậy đục nước đục cái cái đem con mình ra để làm bia đỡ đạn cho chúng mắng chúng rửa chúng xả, vậy là thương dữ chưa hả, hay là hung cẳng hung chân xong rồi quay phim xong rồi cái bỏ máy xuống cái nghỉ hung hả, làm trên đời mình có mình bằng con vậy, có mình thương con vậy, có mình có chim vậy đó, người ta không có chim, có mình thương con người ta không có con. Chó mẹ nó còn thương con gà đi nữa, nó đẻ con ai lại coi, nó dí nó đá banh đít luôn, con chó thôi, nó mới đẻ ai đụng con đi, nó cắn cho banh cái nách luôn, ở mà xạo xạo, nó răng nó lên rồi. Mẹ xin lỗi con cách xa mẹ rồi. Thôi, bỏ máy xuống, bỏ xuống, tắt, vào xong, mẹ không buông nữa. Làm chị ố về, nhưng nít vậy, sao mẹ chín? Là nay mấy tuổi rồi, lớn Út 3 tuổi, là nay 46, 47 tuổi rồi. Sao không giao què vậy chứ, ngộ à. Sao không đi đứa nít vậy? Làm chị ố về, làm chị đi trúng rửa trúng xã mà. Ai không thương con? Có người mẹ nào không thương con? Chưa chắc ai thương con hơn ai à. Người mẹ nào không thương con á? Dù con nó ngộ nghịch cỡ nào, nhưng mà cũng vẫn thương. Lại nó mình nó thương con á. Trời ơi, sắp xa mẹ rồi. Mẹ xin lỗi em. Em sắp đi xa mẹ rồi. Cái em quay quánh là sao? Thôi mẹ ơi tha cho con đi mẹ, con mệt mỏi rồi, để con đi qua bên kia con khỏe, ở đây ngày nào cũng bị người ta chửi mệt quá, thôi mẹ tha cho con đi mẹ. Đó, nó nói vậy đó. Đúng cả nhà. Trời ơi, tối ngày thương con, mà mẹ vì làm tối ngày ảnh hưởng tới con, đem tính mạng con mình ra thề, giới tính của thằng bóng. Đem tính mạng ba đứa con ra thề, giới tính của một thằng bóng, thì liệu có thương con mình hay không? Hả? Công hay thẳng là tự mình biết, công hay thẳng là tự bóng biết, tự trợ lý biết, cộng đồng mạng biết. Vậy mà nỡ lòng nào đem tính mạng ba đứa con mình ra thề, chắc chắn là anh bóng thẳng. Thẳng không có nội tôi với thẳng. Tôi nhìn cái cách mà múa, cách múa, trời ơi anh ơi tôi phái nhất là cái lúc anh múa, thật là nữ tính, trời ơi đó. Nói chuyện thì, em vợ ơi, anh pha sữa rồi, vợ uống đi vợ, không uống hồi ly vô đầu mày. Mắc cỡ quá, thiệt mắc cỡ giùm luôn.
Như lúc rảnh rảnh mắc cỡ giờ mà không biết gì, họ không biết mắc cỡ nha. Ô lên mạng không phải câu đó, nói lại câu khác đi. Nguy cái, ủa mày, ủa cái mẹ em vậy. Tao mệt quá, tao mệt, thứ hai đứa bay quá tụi bay ơi. Rồi, tối nay làm nghệ sĩ Hân Tướng vừa thông báo một chương trình live show rất lớn. Biết bao nhiêu nghệ sĩ nè, đó vậy nè, nghệ sĩ gạo cội không đặt lư luôn. Vậy á, mạng ghe có 6 người mà đòi giật giật like với người ta. Đó, mà tôi kiếm hoài à, có nhà, cái nhà kiếm phụ ốc coi, anh bóng nằm ở chỗ nào, kiếm không có. Thiệt, kiếm hoài luôn, mệt chết luôn. Đâu đâu, anh bóng đâu ta, đâu ta, bóng đâu ta. Hả, đứng chỗ này ta, đứng chỗ nào, còn nghệ sĩ nữa, tiếng anh bóng đâu ta. Để đạp coi nghệ sĩ gạo cội nè ha, nè. Tối nay gặp gỡ cả nhà mình nha. Chỉ còn vé lầu thôi gia đình à ơi, ai không xem thì hối hận nha, toàn là những đại cây đại thụ không à. Đó, Hoài Thanh, Thoại Miêu, Chí Tâm, tôi giữ không đó cả nhà, mấy cây đại thụ trong cái lương đó. Mà tôi tìm quả có anh bóng, chắc anh bóng là chắc là cây lục bình quá hay là cây đu đủ gì đó. Đó, Chí Tâm, Minh Dương, Lệ Thủy, Bảo Quốc, Ngọc Dầu, Trọng Hữu, Đỗ Quyên, Phượng Loan, Phượng Hằng, Châu Thanh, Hữu Châu, trụ thú dữ không mấy má, thú dữ không đó. Minh Nhí, nhỏ quá, Thanh Hằng, Tuấn Thanh, Linh Tâm, Kim Tiểu Long, Trinh Trinh, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Tú Sương, Ngân Tuấn, Lê Thanh Thảo, Dương Đình Trí, Bình gì, Bình Tinh, trời ơi với chữ nhỏ lắm má, Võ Minh Lâm, Quốc Đại, Tấn Sang, Lê Hồng Trang, không có ghe ta, Gia Bảo, Minh Dự, Điện Thi cái gì nè, Quách Phú Thành, trời ơi, live show người ta vậy mới là live show nè, live show của con ghe mạng Hà Mã tổ chức á, làm như là giống như là live show là tiễn người về cõi cõi nhớ hay cõi Vĩnh Hằng vậy, họ thấy có Hà Mã với 6 người, Bán Kiệu. Vừa bán vừa ăn cướp, vừa bán vừa ăn cướp, tại vì sao? Nó sắp đi xa rồi, nó làm show nào là chắc ăn show đó, show nào là hú hồn chim mé show đó. Show ta có thằng chạy mà kiếm quản có anh bóng, cả nhà tỏ mắt có nhà kiếm anh bóng vừa mốt coi có kiếm không ra. Không có. Thiệt, cố gắng rồi, cũng lấy cái niềm tin hy vọng cố gắng lắm rồi, không thấy anh bóng. Có chị Ba Bình Tinh không mà, thường thường chị Ba Bình Tinh là gắn liền với anh bóng, mà bữa nay không thấy anh bóng đâu. Chắc anh bóng mắc giữa chén quá, chắc anh bóng mắc hạ sữa với khử nách khử địch quá. Trời ơi trời, nó vui. Nó vui gì đâu cả nhà, toàn là những cây đại thụ không, chắc anh bóng là cây lục bình hay là cây đu đủ gì đó, nó dễ ngã lắm đó. Út nghe đồn á. một tin đồn nữa là cái này giang hồ xứ ăn nam đồn, tôi không biết là mấy má, giang đồn xứ ăn nam đồn là anh bóng dì bông chia tay rồi hôm nay không thấy like đâu nữa, nghe nói chia tay rồi, mà chia tay chứ gì kệ đó. Út đón rồi, Út đón trong thời gian sớm nhất là chị Bông sẽ tụng dông chục hồn anh bóng với trợ lý về. Ha, giang hồn bóng trợ lý về đây trả tiền cho tao, về đây thanh toán tiền bạc tối quỷ cuồng các đảng ở bệnh bông bông bơ. Là mệt quá, nghỉ đi. Mệt quá. Thôi nghỉ cả nhà.